Girl, let me love you like I do. We both know it's true. My heart beats on repeat for you, girl. I don't wanna be without you, please. Hello, hello. Sao đã quay trở lại cùng video swatch và review song mới rồi đây. Hôm nay chị em hãy cùng Sa khám phá thêm một chiếc velvet tint mới nữa mang tên là Velvet Blanket Tint từ thương hiệu Hàn Quốc Holika Holika nhé. Velvet tint thì là một chiếc son đời mới kết hợp giữa son kem lì và son tint, mang các ưu điểm như là mềm nhẹ môi, lên màu chuẩn, son xốp bông mịn lì với độ bám tương đối. Hẳn là phải chứa nhiều ưu điểm lắm mà chiếc son này mới được yêu ái đến vậy. Dần dần thì các thương hiệu Hàn Quốc nào cũng phải cho ra đời một chiếc son velvet tint riêng biệt của hãng mình. Holika Holika cũng vậy, nhưng mà hãng cho ra đời chiếc velvet tint khá là muộn so với những hãng khác. Bộ son này thì chỉ vừa chính thức ra mắt tại Hàn vào đầu tháng 1 năm 2019 vừa rồi thôi. Thỏi son Velvet Blanket Tint thì thiết kế vuông dài rất là to. Mỗi thỏi son sẽ có một màu riêng biệt tượng trưng cho màu son bên trong. Sa khá là ưng về mặt chất liệu bao bì, bởi vì từ hộp giấy đến nhựa thỏi son thì hãng làm siêu dày nặng. Hãng còn đầu tư cả phần in ấn, như có cả phần dập giấy chữ nổi, ghi tên từng màu son to bự trên hộp giấy. Thỏi son bên trong thì được in cán vàng sang trọng. Mút son dòng này là dạng mút chiếc lá thân nhỏ, có phần đỉnh nhọn bo tròn. Sa khá là duyệt thiết kế này đấy, cho 9 trên 10 điểm luôn. Velvet Blanket Tint thì được Holika Holika trình làng với bảng 6 màu son. Hôm nay Sa sẽ swatch và review đủ cả 6 cho chị em mình nhé. Mở đầu bảng màu 01 Cream Rosy là sắc hồng đất hơi sáng và có phần là ngả về tông ấm. Màu son này rất là nhẹ nhàng nữ tính, nhưng mà tỷ lệ đất lại không nhiều. Son hơi nhạt nhòa và có phần nghiêng về nude luôn, cho nên chị em mình phải make up nền để dùng đẹp nhé. Màu son này thì Sa chỉ rating cho các bạn có tông da từ trung bình đến sáng thôi. Cream Rosy cũng sẽ hơi làm ố men răng nhẹ đấy. Chiếc son Velvet Tint nhà Holika Holika cực kỳ đặc, son xốp ẩm và thiên hướng ngả về chiếc son kem nhiều hơn là son tint. Son lên chuẩn rõ màu và chiếc son hơi bong bong mịn mịn, chị em mình dễ dàng tán được nhiều mức độ đậm nhạt khác nhau với chiếc son này. Và đương nhiên bởi vì xốp bông ngả kem nhiều, cho nên chiếc son này cũng rất là thích hợp cho các bạn mê đánh son lì kiểu blurry mờ ảo. 02 Salmon Cotton là hỗn hợp cam đức pha với siêu đỏ siêu hồng siêu lạ và trendy. Màu cam đức trung tính, không trầm đậm mà cũng không bị nút bợt, khá là dễ dùng và hợp với mọi tông da. Trung tính không nóng không lạnh nên son cũng không làm xỉn ngà men răng nhiều như sắc cam đức truyền thống. Vì son rất đặc mà cỏ son lại rất là nhỏ, nên khi tô son phun môi, Sa tốn khá là nhiều thời gian để lướt cỏ qua lại cho lớp son đều màu hẳn. Sa cũng thấy có bạn than phiền á, là khi dùng chiếc son kem thì hay bị gặp tình trạng son động nhiều ở vùng lòng môi. Bí quyết của Sa là khi gặp hiện tượng này, chị em có thể mút nhẹ ngón tay trỏ để lấy bớt lượng son thừa, hoặc vệ sinh hơn là lấy giấy khô chạm chạm nhẹ vùng lòng môi vài phát là ổn liền. 03 Pumpkin Mocha là gam màu cam đỏ nâu thuộc về tông ấm, hơi hướng rực của các gam màu cháy, xu hướng dễ dùng không kén da. Duy nhất chỉ cần lưu ý về khoảng men răng, bởi vì màu son này có nhiều cam và thuộc tông ấm, cho nên nếu răng bạn ngà vàng nhiều, son sẽ tố rất là rõ đó nhé. Có một điểm trừ Sa không thích là bao bì son có mùi hơi hắc hắc. Lúc Sa cầm nguyên thỏi son để sát mũi thì hết hồn luôn, tưởng là chiếc son có mùi thuốc bắc không. Lúc sau rút hẳn cỏ son ra thì mới hết hiểu lầm. Thực tế thì chiếc son bạn này thơm mùi kem kem trái cây rất rất nhẹ, chắc chắn là không chị em nào khó chịu luôn. Nhưng mà đừng cầm nguyên thỏi son lên ngửi nhé, bởi vì Sa cảnh báo là mùi rất là dễ ngất đấy. 04 Apple Bianco là sắc đỏ vỏ táo với hỗn hợp gồm đỏ, cam, xíu hồng và pha cùng tiếng nâu, với sắc thái là hơi trầm nhẹ, không nóng không lạnh nên đương nhiên màu son này rất là dễ dùng, không kén da cũng không làm xịn men răng, một màu son siêu an toàn đấy. Thực sự Sa muốn nhắc đến packaging, bởi vì theo Sa thì đây là thỏi Velvet Tint có packaging đẹp, sang chảnh, nặng tay và to bự nhất mà Sa từng dùng, phải nhấn mạnh là nhất nha. Hãng cũng rất là chi tiết, in dập nổi và in cán vàng lên bao bì các thứ, và Sa biết là giá thành để làm những cái chi tiết nho nhỏ như thế này không hề rẻ. Thể tích son thì là 3.5g mỗi thỏi, thế nhưng mà giá thành son thì là rất rất là bình dân ý. Sa mua son tại Thế Giới Skin Food thì son được bán giá chỉ có 149.000 một thỏi thôi. Trời ơi, chỉ ngang với Peri Pera in thôi đó. Sa không nghĩ với giá thành đó mà hãng lại làm bao bì xịn đến vậy luôn, cực kỳ ưng bụng khoản bao bì. 05 New Move là hồng đức trong truyền thuyết với đa dạng tên như là hồng đức tro, hồng cánh hoa khô. Thực tế nhất thì đây là hỗn hợp hồng đức với tỷ lệ 50-50 thuộc về tông lạnh, siêu dễ dùng đó. Nhưng đẹp nhất thì chị em nên make up nền, dùng phấn má để son không làm xịn da và tổng thể gương mặt không bị thiếu sức sống nha. Độ bám của Holika Holika Velvet Blanket Tint không cao, trung bình sinh hoạt thì son bám từ 2 đến 4 tiếng thôi. Son để lại dấu môi khi chạm, ăn uống là sẽ trôi tuột đi luôn. Bản son này thì hơi bị thiên hướng kem nhiều, cho nên là son cũng chẳng để lại lớp stem màu nào đâu.
Không sao, Goody Rose là màu son đỏ hồng đất an toàn, nhưng mà cũng rất là xu hướng, thuộc về trung tính hơi ngả lạnh. Thực ra thì Sa đã mong một màu son trầm đậm hẳn và thiệt là nhiều nâu để chốt hạ video. Nhưng chắc là hãng muốn tất cả màu son đều ngọt ngào, dễ dùng nhất rồi. Goody Rose thì cũng là một màu son không điểm trừ đó nhé. Cưng đo đong đếm thì thỏi son này được cái là bao bì siêu sang siêu đẹp này, giá thành cực kỳ ổn, chiếc son nựng môi, mùi son dễ chịu, chiếc son bình ổn giữa các màu và bảng màu nếu mà chị em mình để ý á, thì dùng màu son đậm nhạt ra sao, tông nóng hay tông lạnh thì đều được pha với xíu nâu hoặc xíu đất để trendy xu hướng nhất. Điểm trừ thì là son không bám tốt, bao bì có mùi kỳ lạ. Thật ra thì thỏi son này sẽ là một gợi ý rất là sáng giá để dùng làm quà tặng khi mà bạn có ngân sách hạn hẹp. Cá nhân Sa thì mê nhất hai màu son là màu 4 và màu 5. Trên thang điểm 10 thì Sa xin cho dòng son này 9 điểm. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết rồi. Sa cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của BTN Yaoi nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye bye.